bệnh phẫu thuật, người ta hay đưa các cái chất giãn cơ vào để giúp cho cơ kích, giúp cho sự giãn cơ tốt hơn và giảm được cái chiều sâu gây mê để mà tạo ra tính an toàn cao cho bệnh nhân. Thì hay dùng những cái chất curan, và nếu ngộ độc những chất này thì một trong những chất đối kháng là dùng chất kháng polynesterase, hoặc ngộ độc atropin, chất điện tố giao cảm, người ta cũng hay dùng polynesterase, kháng polynesterase để người ta kích thích cơ thể. Chất thứ hai là peridostigmine, thì nó cũng gần giống như là neostigmine thôi, về mặt công thức cũng như về mặt tác động. Về tính chất thì chất này tan nhiều trong nước, tan nói chung là tan nhiều trong các cái dung môi phân tử vỡ, tan trong dung môi không phân tử. Kiểm nghiệm cũng tương tự là phản ứng của bromide hoặc là phản ứng phóng thích khí amoniac. Thử tinh khiết bao gồm các chỉ tiêu giảm khối lượng cho sáng khô, các tạp chất, đặc biệt là những tạp chất hữu cơ dễ bay hơi. Định lượng cũng bằng phương pháp môi trường khác. Về mặt tác dụng, peridostigmine tác dụng giống neostigmine nhưng mà tiềm thời ngắn, tuy nhiên nó duy trì thời gian tác dụng dài hơn. Thường thì nó không dùng để cấp cứu các trường hợp ngộ độc nha, bởi vì cái tiềm thời nó chậm, mà nó dùng để duy trì trong điều trị dược cơ ha, điều trị bất chương lực sau phẫu thuật. Có những trường hợp đó các bạn là sau khi một cái tai biến xong, cái người ta bắt đầu người ta hay nói lắp hoặc là nói không rõ ràng, thì nếu kiểm tra kỹ trong một số trường hợp là chương lực cơ bị mất, chương lực cơ lưỡi bị mất nên không điều khiển được, và chương lực cơ lưỡi thì nó có thể là do từ thần kinh, nhưng cũng có thể là sau tai biến thì cơ thể bị rối loạn về lượng acetylcholine, và khi đó người ta sẽ dùng peridostigmine hoặc là neostigmine điều trị một thời gian để nâng cái lượng acetylcholine lên, giữ chương lực cơ lại, thì người ta sẽ giảm dần cái tình trạng nó lắc đi. Thì mình hết cái bài thuốc tác động lên hệ cholinergic, mình qua cái bài kế tiếp là bài thuốc tác động lên hệ adrenergic.